Lời nói đầu tiên cho Trần Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo kênh Trần Sang Keyboard, và đồng thời xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trần Sang Keyboard. Thì trước khi bắt đầu cái buổi hướng dẫn cho tất cả anh chị học đàn online ngày hôm nay thì Sang xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân chân thành đến tất cả quý cô chú anh chị lúc nào cũng luôn bên cạnh like để mà tạo động lực cho Trần Sang. Thì Sang cảm ơn cái tấm lòng đó của cô chú anh chị. Thì đi thẳng vào vấn đề, thì hôm nay thì Sang nhận được rất nhiều câu hỏi của cô chú anh chị để mà nói với Sang là hướng dẫn cái cách học đàn làm sao cho đúng cái trình tự. Thì trước tiên á, là anh chị cô chú anh chị vào trong cái phần YouTube ha, sau đó chúng ta gõ vào cụm từ là Trần Sang Keyboard, Trần Sang Keyboard ha. Rồi thì chúng ta sẽ, thì tất cả các anh chị sẽ thấy được ha, chúng ta sẽ thấy được cái kênh của Trần Sang Keyboard ở đây ha. Thì chúng ta nhấn vào trong, thứ nhất á, là chúng ta nhấn vào trong cái nút đăng ký ha, chúng ta nhấn vào nút đăng ký để mà khi Sang giao bài là tất cả anh chị sẽ nhận được liền, tránh có bị mất bài ha. Thì bắt đầu chúng ta để mà vào học á, chúng ta nhấn vào trong chữ Trần Sang Keyboard nè ha, chúng ta chú ý từng bước ha. Rồi sau đó là chúng ta chọn qua cái video, cái tab video. Thì trong cái tab video này là tất cả những cái bài mà Sang đã hướng dẫn từ trước tới giờ ha, tất cả những cái bài. Thì cô chú anh chị có thể xem chú ý là những cái bài mà Sang đánh dấu nè, ví dụ như bài 72 nè ha, hoặc là chúng ta kéo xuống dậy đây chúng ta thấy bài 71 nè. Thì cô chú anh chị học chúng ta nhớ là xem cái số thứ tự bài. Cách thứ hai nữa là Sang cô chú anh chị có thấy ngay cái chữ danh sách phát không, ngay ngay cái con chuột nè, à nó bấm vào chữ danh sách phát. Thì trong cái danh sách phát này nó sẽ có cái khóa học đàn online từ A tới Z ha. Thì chúng ta nhấn vào trong cái khóa học đàn online đó. Rồi thì cô chú anh chị sẽ thấy được là tất cả những cái bài ha, ví dụ như là cái bài 1 của chúng ta nè, bấm hợp âm rồi có signal nè, thì tất cả thì đây là cái bài 1. Thì bên bên ta phải của chúng ta Chào là các bài bạn 2, bài ơi, 3, bài 4 chào với ha, chúng ta kênh kéo hướng này nè, dẫn chúng ta đàn kéo của dài Trần xuống Sang đây. Keyboard ha. Thì Thì cái bài mới lời nhất hứa của Sang thì giao á, là cái bài hôm nay 72. Bài mới nhất mình là sẽ cái bài làm một 72 cái về cái kỹ thuật video dựng clip chống trong trận đấu là gốc hướng nè, dẫn hiện của bài chờ học đông nè đàn cho ha. các Đây là cái bạn bài mới nhất. từ Thì cơ hiện giờ bản cho Sang đến dạy hạng đến bài A. Đây 72 là bài rồi, thì góp tất cả ý cái kiến thức của Sang rất để trong đây nhiều ha. Thì các cô chú anh bạn chị những khi anh chúng ta em học chúng ta phải học làm trình trong tự thời từ gian bài qua 1, đã bài đang 2, học bài trong 3, bài Trần Sang 4 Keyboard của mình trở về, chú thì nhớ ha. Thì cô mình chú anh thấy chị chúng ta chú cái ý góp phần ý của này. các bạn rất là hay, Rồi tức là các bạn thấy thì những cái video như clip vậy trước khi á, nãy là mình hướng Sang dẫn còn nó hơi nâng như cao vậy á, quá, là tất cả rồi khi cô mà chú các anh chị chúng bạn ta chú chưa ý cái học phần chưa này hiểu ha, để nhiều mà làm thì các bạn khi sẽ mà Sang giao bài thì khó chúng có ta sẽ nhận được thể liền ha. hiểu được, cũng Rồi như là khó có thể thì làm theo được đối với những tất cái cả các video cô clip chú anh đó mình chị hướng mà dẫn được. chúng ta ở bên, chúng ta ở nước ngoài, chúng ta không ở trong nước Việt Nam á, thường á là cô chú anh chị là nên là set up một cái Zalo. Zalo thì cô chú anh chị có thể add friend của Sang cái số Zalo là 035 3412251, để mà khi mà cô chú anh chị gặp cái khó khăn gì trong quá trình học đó thì cô chú anh chị cứ nhắn tin vào trong cái số Zalo của em là 035 3412251, thì để em giải đáp cái thắc mắc đó cho cô chú anh chị. Thì chúng ta ví dụ như là ở Mỹ hoặc là ở Australia, ở Pháp thì chúng ta ít sử dụng cái ứng dụng Zalo, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta cái ứng dụng Zalo nó rất là phổ biến, nó rất là popular, nên là cô chú anh chị thôi chúng ta thống nhất một cái ứng dụng thôi, chúng ta không cần phải cài Viber hoặc là chúng ta cài những cái ứng dụng khác, chúng ta cứ sử dụng Zalo hay chúng ta thống nhất để mà chúng ta sẽ trò chuyện, chúng ta giải đáp cái thắc mắc với nhau là ở ứng dụng Zalo. Thì cô chú anh chị ở xa thì chịu khó set up cái application Zalo này ha, sau đó là friend em vô vào trong cái này search, search là chúng ta search bằng cái handphone ha. Rồi cái number phone nè, đây là number phone của em luôn. Rồi thì em vừa hướng dẫn qua cho cô chú anh chị cái cách mà học học đàn ha theo trình tự, và đồng thời là cái hướng em sẽ hướng cho em cũng hướng dẫn luôn cái cách mà khi mà gặp vấn đề khó khăn gì thì em sẽ giải đáp qua số điện thoại này. Thì vừa thì em cũng đã hướng dẫn xong cái phần hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị cách học ha, và cái cách mà giải đáp thắc mắc. Thì trong quá trình học đó thì có phần nào khó thì Sang sẽ tiếp tục giải đáp thêm ha. Thì cái đoạn video hướng dẫn đến đây Sang xin dừng rồi.